Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bác Tô Mình là Bác Tô đây Thì hiện tại là đang mình đang có trong cái game bà Lock Root Đó, mình đang cầm trái BK Nhưng mà thực ra thì trái BK này cũng là trái BK cũ thôi Nó cũng không, không phải là cái trái BK mới trong update 12 Mà là cái trái BK thức tỉnh mà anh em biết Rồi, thì trong video này ngày hôm nay á Thì mình sẽ nói cho anh em biết về cái dấu hiệu nhận biết khi nào cái Lock Root update tại vì á nói chung á thì đây á mình không phải là admin hay là cũng như là người làm trong cái đội ngũ admin của game bà lóc rút hay là cũng không có một cái quan hệ riêng gì với admin cả cũng không có donate không có không thông tin gì đâu mà video này á là mình làm mình dựa theo cái quan điểm cá nhân của mình theo những cái gì mà mình nhận thấy trong những update gần đây tại vì mình là một người chơi bà lóc rút À, có thể là sau anh em bởi vì mình chơi thật ra thì mình chơi vào cuối update chín nhưng mà thời gian đó mình chơi một hai video sau đó mình bỏ rồi xong mình bắt đầu chính thức chơi cái game này từ lúc mà cuối update 10 đó thì sau rồi đó ra cái tới... qua update 11 ra ob nói chung là như vậy thì à, cái video này á là nói mình nhắc lại là dựa theo quan điểm cá nhân của mình và những cái gì mình đúc kết được sau dài mùa chơi ở sau dài mùa update thì nó sẽ có một cái độ chuẩn xác nhất định có thể là không đúng hoàn toàn nhưng mà mình vẫn mong á, là anh em có thể để lại cái ý kiến của mình sau khi xem video này đó là để là những cái bình luận những cái gì đó về cái quan điểm của mình để cho mình đọc được mình rút một cái kinh nghiệm mình tham khảo để mình làm ra những cái video sau cho nó tốt hơn á rồi thì bắt đầu luôn thì cái game Lockroot này á thì để mình thì mình dựa theo một cái quan điểm cá nhân mình là như thế này nè là cái game Lockroot nó chuẩn bị update khi mà Kinbit nó ngừng update đó, thì như thế nào có nghĩa là cái lúc mà Kinbit nó dồn dập update thì 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 chính là cái lúc á mà giai đoạn giữa của Lockroot có nghĩa là như thế này nè ví dụ như Lockroot update vào tháng 1 đi đó thì cái tháng 2 là cái giai đoạn giữa thì Kinbit nó sẽ dồn dập update để nó kiếm view kiếm fan này kia, gọi là gần, cho đến gần cuối update đó, nó update như vậy cho đến gần cuối update đến khi á, mà kinbit nó ngưng update thì cái lúc đó là Lockroot nó cũng đã chuẩn bị update rồi thì à, theo cái mình nói chung mình để ý cái vấn đề này á, là đã dài mùa thì mình bắt đầu chơi uh, Lockroot và kinbit cùng một lượt luôn mà nên là mình nhận thấy nó có những cái như vậy thì có lẽ như là admin admin giữa hai game người ta có một cái mối quan hệ nào với nhau như là người ta cũng có thể là làm game chung hoặc là ấy, như thế nào đó mà người ta quen biết nhau người ta thân thiết với nhau chứ thật ra nếu mà anh em chơi cái Kinbit mà từ cái thời xưa á, cái thời mà trước trước đây á, anh em thấy không chiêu thức của Kinbit nó rất là giống lóc rút nếu thật sự mà người ta làm ra một cái game như vậy thì chắc có thể người ta phải đăng ký bản quyền với Roblox chứ đúng không? Nếu mà làm chiêu thức mà giống nhau quá nó hoàn toàn như vậy thì có thể là dính bản quyền Nhưng mà thời đó thì chả thấy dính vào quyền đâu cả thì người ta vẫn là một game bình thường và duy trì lâu thì uh, đến một giai đoạn á, mà mình nghĩ là Kim bit người ta nhận ra là nếu mình đi theo như vậy mãi á, thì mình sẽ không là chính mình Nghĩa là mình đi theo người khác thì mình sẽ không là chính mình và người ta chỉ chơi cái game này khi mà nó dạng giống như á, là trong một cái bài hát gọi là anh chỉ đến bên em lúc say và những người còn lúc tỉnh là anh về nơi ấy á, kiểu như vậy á là người ta chỉ chơi cái game này khi mà người ta cảm thấy là lốc rút không có chuyện gì làm, dạng như cái này là chỉ là kẻ thay thế thôi. Đó nên là bây giờ thì Kinbit người ta cũng à, cũng 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 làm cố thay đổi cái game để cho chiêu thức nó khác cái này kia, nó không còn giống như vậy. Thì cho nên á là có thể là về giai đoạn sau nó không còn chuẩn xác như lúc này nữa. Có nghĩa là giai đoạn sau thì nhiều khi là Kinbit nó có thể update lúc nào cũng được. Tại vì mình thấy là Kinbit bây giờ nó đang đang tạo sự khác biệt mà đúng không Không còn làm giống như vậy nữa đó thì uh, 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 đó thì bởi vậy nên là cái lúc này á, thì nó nó có thể là không có gì lộn á, thì uh, theo cái cách làm này cái, cái cách mà nhận thấy này của mình á, thì về sau nó không còn đúng hay là lúc này thì uh, anh em có thể dựa vào cái quan điểm này của mình á, thì có thể nhiều khi là nhìn thấy được cái, cái lóc rút nó có <laughs> nhiều khi biết đâu là trong cái mùa này còn đúng được chứ mấy mùa sau nhiều khi nó không đúng á rồi thì um, nói chung á là um, thì thôi thì mình bỏ qua cái vấn đề về kinbit và lock đi ha Để quay trở lại thì chắc chắn mình đã cái phần đó thì mình đã nói hết rồi cho nên là cái update 12 nè chuẩn bị mình nghĩ là chắc cũng không còn lâu nữa À, mình nghĩ là không còn lâu nữa đâu, chỉ là mình chờ xem mà Kinbit nó còn update không nhưng mà nghĩ chắc là cũng đến giai đoạn cuối rồi thì Lockroot nó cũng đang show ra những cái um, những cái mới của nó chẳng hạn như là trái uh, uh, cái Bk Đức Tỉnh nè, đó thì Bk Đức Tỉnh thì bình thường ấy, giống như giờ anh em cầm trái Bk đánh thì giống như là Bk thì chiêu nó hơi bị khó trúng đúng không? thì nó chiêu nó cũng không tối ưu được cái lượng sát thương á thì người ta thay đổi để Bk mạnh hơn thì chủ yếu là bây giờ ấy, là cái game nó làm ra nó thay đổi về trái quỷ để thay đổi cái meta giúp cho những trái mà bk nó hơi bị yếu ngày xưa thì anh em nhớ không bk toàn là những cái uh, về mà sử dụng kiếm với melee không à cho nên là về trái quỷ hầu như nó không bị mọi người lãng quên nhưng mà bây giờ meta nó cũng đã thay đổi rồi phải là uh, gì đây ai đây trời ơi cái thằng sờ chen hồi nó ở trong khu vực an toàn rồi đó thì beta bây giờ nó cũng thay đổi rồi là trái quỷ cũng đang bắt đầu lên ngôi những cái trái quỷ bk mạnh đó đi chấn động nè mà làm du ông vua có cần chiến mấy anh em nào mà sử dụng những cái kiếm hay là những cái mele mà tiếp cận ngày nhiều khi gặp ông chấn động ông nắm đầu ông đập là không thương tiếc hay là về meta cấu rỉa chúng ta có những cái trái như là trái băng trái mera kết hợp với yoru đó là cộng điểm như thế này nè anh em cộng khoảng một ngàn điểm này thôi rồi sau đó anh em vào lấy trong cái vô trầu cho vào trong đây nè bỏ cái kính minh ra bỏ cái kính minh ra mình lấy cái nón của lo cái nón của lo thì nó cộng cho mình cái chỉ số là ừ, đâu rồi cái nón của lo mình sẽ có cái kiến vô ha lấy cái nón của lo ra đây nè đâu lo Lò đâu lo nằm đâu ta ở đây đó nó nằm ở đây cái nón này vô thì mình thành là người đội hay mũ <laughs> Rồi ha, thì cái nón của lo này á, thì chủ yếu là như thế nào? Nó cộng cho mình cái phần trăm đam kiếm và cái phần trăm đam hình như là mình không nhớ là hình như nó không có trái quỷ. À, với lại á, là cái cái mục tiêu, cái quan trọng là mình được cộng 500 energy nè. Đó, đây lại 100 máu thôi. À, với mà cộng cái 500 energy có nhiều bạn sẽ nói mình là tại sao không xài nón đe, cái áo đồ đen. Thì bởi vì cái áo đồ đen nó chỉ cộng đam trái quỷ thôi, nó không cộng vào đem kiếm thì nhiều khi là nó không tối ưu được cho cây Yoru cái gì mê, mê tai cấu rỉa mà các bạn thấy không là bây giờ người ta cộng có 1.000 điểm energy thôi người ta bỏ qua melee tại super human thực sự bây giờ nó cũng không còn mạnh nữa super human bây giờ không còn mạnh mà nó kiểu như là nó bị bay chậm hơn ở chiêu vết cũng như là cái tầm nắm nó cũng ngắn hơn và đấm nó bị giăng ra nó không, nó không còn mạnh được như xưa nên là bây giờ đúng là bây giờ quay qua cái meta cấu rỉa rồi với lại các bạn cận chiến á, thì chưa chắc lại ông chấn động đâu ha đó là, là sự, bây giờ trái ác quỷ đang đang trở lại. Thì à, nãy giờ mình nói gì những này có liên quan đến trái Bika đâu. Nó không liên quan đúng không? Có đó. Có nghĩa là mình đang nói về sự trở lại của meta trái ác quỷ về những cái meta đánh bằng trái ác quỷ chứ không phải là sự thống trị của những loại mele và kiếm giống như là ngày xưa cầm super human tam kiếm là vô địch thiên hạ BK 11. Đó còn à, giống như hay là meta à, super human với Yoru cũng là dạng Uh, combo uh, 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 bk lẻ lẻ là kiểu như bk một ngon Còn nhiều anh em mà săn bounty thì sử dụng những cái rất có nhiều anh em có những cái bài rất là dị uh, trái chớp chớp với lại uh, cái cái gì đó thì mình cũng không rành chớp chớp rồi kiếm với điểm melee đó thì ra săn bounty đánh gặp mấy ông nào cầm tăng điểm kiếm mấy ông đó đánh không lại rồi uh, đó uh, nó nó có là những cái bài như vậy nói chung là anh em săn bounty thì có bài rất là dị đấy rồi um, mình không biết này chắc là trong update tiếp theo á không chỉ là một trái Pika đâu thôi nha. Theo mình nghĩ là nó phải có một cái gì đó mới mẻ hơn chứ update hai trái quỷ không thì có vẻ như nó bình thường quá anh em thấy đúng không? Uhm, đằng nào nếu mình update trái quỷ không thì nó cũng hết. Giờ update trước thì nó cho ra mình nó là cái gì? Nó chỉ có ra ba trái ác quỷ được thay đổi và ba cái khu vực để là boss hay là những cái sự thay đổi về điểm S, điểm F này vô cùng tiện lợi điểm ép này vô cùng tiện lợi và bây giờ nè ngay lúc này mình khuyên anh em á là nên quay trở lại cài cái điểm ép này đi ải đi ray ải đi để dành điểm sau này ha khi mà nó ra cái um, cái 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 gì ta nó nó ra cái um, ra, ra 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 mà có thức tỉnh á thì anh em có mà đi một ải là là xong là thức tỉnh một chiêu luôn không là năm ải năm chiêu cho nó nhanh chứ nói chừng anh em không đủ điểm lúc đó là ngồi la tại sao tôi không thức tỉnh được ông thức tỉnh được đó nên là mình cứ chuẩn bị cho anh dư điểm này cũng cực kỳ tiện mà đúng không à được rồi thì chắc là trong video này mình nói như này là đã quá dài rồi đó thì mình nói về những cái mà liên quan đến update 12 như là 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 là, là cái, cái 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 dấu hiệu nhận thấy khi nào game lock root update còn nãy giờ mình nói sau khi mà dấu hiệu nhận biết xong ấy, thì mình nói về những cái liên quan tới update cũng như là sự chuẩn bị cho mọi người mình nhắc nhở mọi người vậy thôi còn bây giờ ấy, mình xin nhắc lại nha nãy giờ ấy, về cái dấu hiệu update thì mình nói trên đây ấy, là dựa theo quan điểm cá nhân của mình theo một cái những gì mình nhìn thấy thì có thể là nó uh, có những cái sự chuẩn xác nhất định có lẽ là có đúng hoặc là có những cái sai nhưng mà mình vẫn mong rằng ấy, là anh em ấy, là là để lại ý kiến cái những gì mà anh em nói chung là những cái ý kiến của anh em á, về cái video này của mình để mình đọc được á, thì mình có thể tổng hợp được ý kiến cũng như mình rút kinh nghiệm để mình làm những video sau về những cái thông tin tốt hơn cũng có thể là mình đọc ra những cái bình luận của anh em hay á, nói về những cái quan điểm hay á, thì mình có thể làm một cái video dựa theo cái quan điểm đó của anh em còn bây giờ á, thì mình sẽ kết thúc video này tại đây Các bạn cảm thấy sao về video này thì hãy để lại bình luận bên dưới Mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha